Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin tức 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Chỉ vài ngày sau khi bị siêu bão 4 tàn phá, Trung Quốc đại lục lại phải quay cuồng chống chọi với cơn bão Ima. Bão số 5 đang ngày càng mạnh lên và tiến vào các tỉnh, huyện biển miền Trung và Nam như Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Cơn bão cấp 5 với sức gió hơn 250 km/h đã đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng nay. Anh Hoàng Chan Lưu, người dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi gió bão và miêu tả cơn bão tàn phá trên diện rộng. Anh Hoàng, 27 tuổi, liên tục cập nhật tin tức về cơn bão trên WeChat và TikTok cá nhân của mình. Tới 7 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, anh chia sẻ, chắc chắn là một đêm không ngủ đối với tất cả mọi người ở Giang Tô. Tôi dám chắc nhà của rất nhiều người đã bị một số hư hại. Lát sau anh cập nhật tiếp, ghê quá và sau đó là mái nhà của tôi đã bay mất rồi, căn nhà đang bị ngập. Khoảng 1 giờ sau, anh Hoàng xác nhận anh đã được giải cứu. Các báo cáo ban đầu cho thấy cơn bão tàn phá trên diện rộng. Anh chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, đến nay chúng tôi đã mất tất cả những gì có thể mua và thay thế bằng tiền. Nỗi lo lớn nhất của tôi là đến sáng chúng tôi sẽ tỉnh dậy với những tin tức về thương tích nghiêm trọng và tử vong do những cơn mưa dai dẳng gây ra lở đất. Sáng nay trên kênh truyền hình CCTV trực tiếp, người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tập trung cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ thuốc thang cho họ. Ông cũng kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế trợ giúp. Trung Quốc đang phải đối mặt cơn bão tồi tệ nhất trong hơn 3 thập kỷ, với gió giật lên đến 240 km/h đã được ghi nhận ở Giang Tô và Chiết Giang tối ngày hôm qua. Các vùng của Sơn Đông, Liêu Ninh cũng phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Theo BBC, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cây cối đổ rạp, xe tải và ô tô lật nghiêng. Hàng trăm ngàn người mất điện khi cơn bão số 5 quần thảo các vùng ven biển xung quanh Trung Quốc và cách bờ biển phía đông của nước này với sức gió sóng thần và mưa lớn. Sức gió kỷ lục, sức gió mạnh nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc được báo cáo tại ngọn hải đăng trên đảo Hangpao đã vượt kỷ lục trước đó ghi nhận là 196 km/h tại nơi mình của năm 2021. Đây tạm thời là sức gió mạnh nhất cần được ghi nhận ở Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc viết trên Weibo và WeChat, hàng triệu người đã được kêu gọi ở trong nhà. Khi một người đàn ông, một nhân viên hội đồng 62 tuổi ở Chiết Giang đã thiệt mạng do cây đổ và một phụ nữ trong sự cố riêng biệt ở Trung Quốc bị thương nặng, ba người cũng thiệt mạng tại Trung Quốc. Theo cổ phần, ở dọc duyên hải nước này, nơi bị bão tấn công sau đó trong 2 ngày, 17 người đã thiệt mạng. Cơn bão hoành hành đã khiến khoảng 10 triệu người Trung Quốc không có điện và buộc các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Cơn bão cũng đã gây ra những thiệt hại trên diện rộng khác, gió mạnh đến độ kỷ lục, xé toạc mái vải của nhà thi đấu ở Thượng Hải, thổi bay một phần của ngọn tháp của một tòa cao ốc và thậm chí lật đổ tháp trung tâm từ một trạm phát điện. Bất chấp sức tàn phá của cơn bão, các nhà khoa học đã cảnh báo không nên vội vàng liên kết mức độ nghiêm trọng của nó với biến đổi khí hậu. Phương Lâm, giáo sư khoa học khí hậu Trường Đại học Bắc Kinh đã viết trên Weibo rằng, trong khi biến đổi khí hậu đang làm cho nước dâng do bão trên biển và lượng mưa cực lớn trong các cơn bão số 5 có nhiều khả năng xảy ra hơn, thì có ít bằng chứng về việc bản thân gió đang trở nên tồi là hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã giải thích rằng, hiện tại họ không thể tự liên kết một sự kiện với sự thay đổi khí hậu. Cao Minh Minh là một nhà nghiên cứu bão tại Đại học Bắc Kinh đã nói rằng, thiệt hại về người và của có thể sẽ tồi tệ hơn nếu cơn bão tạo thành tít tre. Hiện tượng khí tượng được gọi là đã gây ra một số cơn gió bão gây hại nhất trong các cơn xoáy thuận ngoài nhiệt đới phát triển theo mô hình gió tháp của các cơn xoáy thuận đại dương. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm xảy ra khi một dải không khí hẹp lao xuống với tốc độ hơn 180 km/h, tạo ra một hành lang trên diện rộng từ 10 đến 20m. Lần cuối cùng hiện tượng này hình thành ở Trung Quốc là một trận siêu bão năm 2003, cướp đi sinh mạng của 180 người. Kính thưa quý khán giả thân mến, một trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng đã đổ bộ vào tỉnh Hà Nam thuộc miền Nam Trung Quốc có tên gọi là cơn lốc Hexi, đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Sáng nay, phóng viên của Nikkei đã kịp thời có mặt và thu thập thông tin tại hiện trường trận lũ kèm lốc xoáy vừa qua. Qua thống kê sơ bộ của các ngành, địa phương tỉnh Hà Nam, ảnh hưởng của trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng lần này đã khiến tỉnh Hà Nam phải hứng chịu một số thiệt hại khổng lồ, rơi vào con số khoảng 39 tỷ nhân dân tệ. Trận lũ lụt kèm lốc xoáy lần này đã được các nhà khí tượng học phân tích là trận lũ lụt kinh khủng khiếp và được xếp vào một trong những trận lũ lịch sử của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp bắt đầu xảy ra, các cơn mưa lớn và dông, những cơn gió mạnh giật cấp 12 đến 13 liên tục đổ vào tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc, làm tốc mái hầu hết các ngôi nhà trong địa bàn tỉnh. Một số căn nhà nhỏ đã có dấu hiệu bị xóa sạch, cây cối dọc đường xá đã bị bay cả gốc.
những cành cây lớn nhỏ đều bị bẻ gãy và bị gió lốc cuốn đi bay tứ tung. Đợt mưa kéo dài về liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm, đã tích trữ một lượng nước ở các con đập thủy điện trên thượng nguồn. Sau nhiều giờ cơn mưa không ngừng, các đập nước đã có dấu hiệu vượt báo động đỏ. Phía các nhà chức trách đã yêu cầu xả nước để ngăn ngừa nguy cơ vỡ các con đập. Lượng nước mưa lớn cộng thêm trận xả đập đã nhấn chìm vùng ngoại ô gần thượng nguồn trong phút chốc. Cơn lũ đã đổ về với khối lượng nước và dọc hai bên bờ sông Hồ Nam nhanh chóng dâng cao, nhấn chìm cả một huyện của tỉnh Hà Nam. Các bè cá dọc hai bên sông đã bị cuốn sạch sẽ ra biển lớn. Hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ đục ngầu. Gia súc, gia cầm cũng không thoát được. Các cơn lũ lớn thay nhau bị cuốn đi trong dòng nước. Người dân của địa phương chỉ biết trốn chạy bằng cách leo lên nóc nhà, những đỉnh núi cao, vượt biển qua Đài Loan và vượt biên qua Việt Nam và Lào để thoát thân. Một số căn nhà thấp bé thì đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Những cụ già lớn tuổi tay chân không được nhanh nhẹn nên đã mắc kẹt thương tâm lại trong dòng nước lũ. Mặc dù trèo lên được các chỗ cao để ẩn nấp, sau người dân phải đối diện với lực gió cực mạnh đã đạt đến cấp 12, cấp 13, gió có thể cũng phăng mọi thứ. Con đường giành giật sự sống của người dân ở đây cứ thế diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Ở trên đầu là gió lớn kèm lốc xoáy, và dưới chân là dòng nước lũ chảy xiết. Người dân Trung Quốc đã lao đao khốn khổ trong 3 giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Họ biết họ đã mất hết sạch tài sản, chỉ mong cho người thân có thể sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn này. Sau khi cơn lũ kèm lốc giấy đi qua, người dân hoảng hốt tập trung lại tại nhà văn hóa để tìm người thân. Lúc này, những đội cứu hộ cũng đã bắt đầu có mặt để tiến hành lấy thông tin những người mất tích phục vụ cho tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khuôn mặt những đứa trẻ may mắn còn sống sót đang vội vã tìm cha mẹ. Những người chồng bế con thơ cũng vội vã đi tìm vợ, có cặp anh em mồ côi, nay cũng chỉ còn một người. Vâng, kính thưa quý vị, một khung cảnh vô cùng tang tóc đã diễn ra ở tỉnh Hà Nam. Sau khi lấy thông tin những người đã mất và thống kê lại, thì con số người mất tích lên đến 361 người. Đội cứu hộ nhanh chóng vào vị trí tìm kiếm những người đã mất tích. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, người dân nơi xảy ra lũ lụt kèm lốc xoáy đã mất hết toàn bộ tài sản. Số người chết tại hiện trường là 123 người, số người mất tích là 361. Hệ thống nước sạch cũng bị phá hủy, các đường dây điện, các đường truyền internet cũng đã hư hỏng nặng nề. Hàng chục con đường bị xói mòn trầm trọng, có khả năng sẽ xây dựng lại hoàn toàn chứ không thể sửa chữa được. Hai trong số 4 cây cầu đã bị lực nước bẻ gãy và cuốn trôi mất tích. Hàng ngàn gia súc, gia cầm cùng hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm và cuốn trôi theo dòng lũ. Toàn bộ ngôi nhà trong khu vực lốc xoáy đi qua đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, không sụp đổ thì cũng tốc mái nghiêm trọng. Trường học và các trung tâm y tế, trung tâm cộng đồng cũng đã có những hư hại đáng kể, như các công trình kiến trúc của tỉnh cũng đã đổ vỡ. Các cửa kính của bệnh viện cũng bị những vật thể cứng do cơn lốc cuốn bay và đào tạo nên những hư hại nặng nề về tài sản. Hàng ngàn chiếc xe hơi bị cuốn bay đã tụ tập lại ở sân vận động tỉnh Hồ Nam. Đáng kể thêm là một đoàn học sinh tiểu học trên đường đi học về nhà đã không may bị cành nhánh cây lớn va đập và làm bị thương nặng phải nhập viện sau cơn bão kèm lốc xoáy lớn lần này. Trước sự kiện thiên tai lịch sử và để lại những hậu quả khủng khiếp như vậy, phía chính quyền các nhà chức trách tỉnh Hồ Nam đã có những động thái và những lời phát biểu gì? Tỉnh Hồ Nam đang tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ, hướng dẫn dân khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn mưa lũ, sửa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là đang nỗ lực hết sức cho công cuộc tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Được biết, trong 361 người mất tích, có 62 người thanh niên và còn lại là người lớn trên 50 tuổi. Công cuộc tìm kiếm dự định sẽ rất khó khăn khi hệ thống điện và Internet đang bị hư hỏng hoàn toàn và khả năng cao 361 người mất tích này đã bị thiệt hại và thi thể đã trôi ra biển theo dòng nước lũ. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, sau khi trận lũ diễn ra, đã nhiều giờ đồng hồ nhưng công tác tìm kiếm vẫn không mấy khả quan. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho các nhà lãnh đạo cầm quyền quản lý và các bộ, ngành khác nhau của tỉnh Hồ Nam. Nhưng nguyên nhân dẫn đến các trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy đáng tiếc này, hướng khắc phục hậu quả của trận lũ lụt để lại là sẽ có khoản trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nào cho các hộ dân, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo trả lời trong buổi phỏng vấn rằng một khối không khí lạnh đã gây ra thay đổi áp suất của các rãnh thấp và dẫn đến tình trạng mưa lớn cùng lốc xoáy. Vì đây là hướng chuyển làn mục tiêu bất ngờ của cơn bão, nên chúng tôi chưa kịp đề phòng. Theo dự đoán, cơn bão sẽ đi về phía Bắc chứ không phải là phía Nam như bây giờ. Bộ trưởng Bộ Môi trường Sinh lý Thái Kiệt cũng đã thông tin đến người dân qua buổi họp báo rằng sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm khôi phục hiện trạng ban đầu của các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong khu dân cư, cầu đường. Các cơ sở vật chất khác sẽ dùng nguồn kinh phí của nhà nước để sớm có thể đưa cuộc sống người dân trở về ban đầu. Câu trả lời đáng mong chờ nhất của người dân và câu trả lời của đương kim Chủ tịch nước Tập Cận Bình
sẽ giải quyết những thiệt hại của các cá nhân, tập thể người bị hại như thế nào và đứng trước nỗi đau mất mát của người thân. Hàng chục người đã bỏ mạng trong trận lũ, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của nhà nước cũng như lượng nước từ đập thủy điện xả xuống đã khiến tình trạng cơn lũ trở nên nặng hơn. Ông Tập Cận Bình phát biểu trên thông tin đại chúng rằng sẽ hạ lệnh cho các địa phương tiến hành bồi thường những khoản thiệt hại lớn cho người dân. Về phía những người đã mất tích trong thiên tai vừa qua sẽ có người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Người dân Trung Quốc vẫn còn chìm đắm trong mất mát, đau thương khi tất cả đã mất trắng chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai, họ đã nhận về những câu trả lời hết sức vô cảm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã dấy lên trong lòng họ nguồn năng lượng tiêu cực và dự định sẽ chuyển thành những cuộc biểu tình lớn xảy ra ở tỉnh Hồ Nam trong thời gian này. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản sang Hà Nội, có thể nói hợp tác Việt-Nhật là không giới hạn. Sau đó, chỉ 2 tháng, tướng cấp cao của Quốc phòng Nhật Bản đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo cấp cao của Quốc phòng Việt Nam, cho thấy hợp tác quốc phòng là trọng tâm mới trong quan hệ hai nước trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm đối tác mới về vũ khí, còn Nhật thì tăng cường sức ảnh hưởng cho sự bành trướng của Trung Quốc. Cũng vì thế, những chuyển động trong chiến lược quốc phòng Nhật đang có tác động nhất định tới Việt Nam. Mới đây, Nhật Bản tiết lộ sẽ thanh lý hàng loạt xe tăng, tên lửa, tàu chiến cũ, khiến dư luận xôn xao bàn tán nên hay không nên tiếp nhận miễn phí vũ khí cũ từ Nhật. Thử tìm đáp án cùng với chúng tôi trong phần tiếp theo của video bạn nhé! Như đã nói, Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm đối tác vũ khí mới bên cạnh Nga và tại châu Á, Nhật đang là lựa chọn hợp lý, nếu không nói là hợp lý nhất. Hàng Nhật thì chất lượng rồi, cứ nhìn sản phẩm xe máy Honda của Nhật từng đánh bay loại xe tàu trên đất Việt. Đủ biết, làm việc với người Nhật luôn có sự đảm bảo nhất định. Từ lâu, nó vốn tốt, bền, lại còn được phía Nhật chuyển giao công nghệ, thậm chí còn được áp dụng chính sách trả góp thì còn gì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, mặt hàng vũ khí thì không đơn giản như vậy, nó còn liên quan tới yếu tố địa chính trị, an ninh quốc gia. Chẳng cần phân tích sâu, chỉ cần thấy Nhật dính tới yếu tố Mỹ là nhiều người đã không thích rồi. Bởi với Mỹ, thứ vĩnh viễn không phải là bạn bè hay đồng minh, chỉ có lợi ích nước Mỹ là mãi mãi mà thôi. Cũng vì thế mà câu chuyện nhận hay không nhận vũ khí của Nhật dù là miễn phí cũng là vấn đề cần cân nhắc thật kỹ, đúng không các bạn? Nói như vậy là bởi mới đây trên trang Nikkei có đăng tải bài viết Nhật Bản cân nhắc cho phép xuất khẩu xe tăng và tên lửa đã qua sử dụng. Chúng tôi xin được trích dẫn một phần như sau. Nhật Bản đã bắt đầu xem xét nới lỏng các điều kiện xuất khẩu đối với khí tài của lực lượng phòng vệ đã qua sử dụng, bao gồm cả xe tăng và tên lửa hiện bị cấm cung cấp cho các nước ngoài. Họ sẽ xem xét việc cung cấp miễn phí các thiết bị như vậy cho các nước châu Á để tăng cường hợp tác quốc phòng khi Trung Quốc mở rộng sức mạnh quân sự. Một thay đổi pháp lý năm 2017 đã cho phép cung cấp phần cứng đã qua sử dụng cho các quốc gia khác, cho các hoạt động để ứng phó với thảm họa và thu thập thông tin. Tính đủ điều kiện hạn chế này đối với tàu thuyền và máy bay không được sử dụng trên chiến trường thực tế, Nhật Bản có thỏa thuận chuyển giao công nghệ với phần cứng của 6 quốc gia ở châu Á, bao gồm Ấn Độ, Việt Nam và Philippines. Xuất khẩu thiết bị và tài trợ cho các quốc gia này được hình dung. Nếu Tokyo không thay đổi các hạng mục chuyển giao, thì có thể kể đến xe tăng và tên lửa đã qua sử dụng. Thưa các bạn, qua thông tin trên rất rõ ràng, Nhật Bản đang xem xét cung cấp miễn phí một số xe tăng, tên lửa, tàu chiến đã qua sử dụng cho các đối tác chủ yếu ở châu Á. Cái tên được nhắc đến rất cụ thể trong bài viết là Ấn Độ, Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn là đang xem xét thông qua cơ chế, nhưng về cơ bản thì gần như nó sẽ được thông qua vì đảng cầm quyền đang ủng hộ việc này. Vấn đề đặt ra ở đây là Việt Nam nên ứng xử với việc cho nhận này như thế nào cho hợp lý và hiệu quả nhất. Trước khi đưa ra quan điểm của bên đồng tình và bên phản đối thì phải khẳng định rằng không ai ép Việt Nam cả, nếu chúng ta không muốn và cũng chẳng thể nước nào ép được Việt Nam cả. Đứng về bên đồng ý nhận ngay và luôn. Những lý do đưa ra được cho là khá hợp tình, hợp lý là một vũ khí của Nhật tốt. Dù là hàng đã qua sử dụng thì vũ khí Nhật cũng sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ NATO chứ chẳng phải dạng vừa. Vậy nên Việt Nam hoàn toàn có thể nhận lại và sử dụng trong một thời gian dài nữa. Hai vấn đề của Việt Nam trong trang bị vũ khí là kinh phí. Đây được cho là miễn phí, dù là mất tiền vận chuyển hay vận hành thì cũng là tiết kiệm hơn mua mới. Vậy nên tội gì mà không nhận, nói không quá
như vớ được vàng, chần chừ thì nước khác cũng xin hết. 3. Quan hệ Việt-Nhật ngày càng tốt, sợ gì đâu. Chẳng thế hai nước lại có chung kẻ thù Trung Quốc trên vùng biển, hai nước cùng hợp tác thì đường lưỡi bò 9 hay 10 đoạn cũng bị cắt đứt. 4. Kể cả Nhật có làm sao thì vẫn còn Mỹ đứng đằng sau. Nhật thì không dám qua mặt Mỹ mà Mỹ thì đang nâng Việt Nam như nâng trứng. Vì thế Việt Nam nên tranh thủ thời vận này mà nhận càng nhiều đồ miễn phí càng tốt. Nghe thì cũng xuôi tai đúng không các bạn? Nhưng vốn dĩ ông cha ta có câu của biếu là của lo, của cho là của nợ. Vậy nên cũng phải phân tích ngược lại xem sao nào. Thứ nhất, phải hiểu rằng dù là hàng cũ thì không có chuyện cho không, kể cả không phải trả tiền cho những vũ khí đó, nhưng để tái sử dụng và đảm bảo tính năng của sản phẩm, nước nào nhận về cũng phải mất khoản nhất định để vận chuyển, sửa chữa, nâng cấp và tùy thuộc vào từng loại vũ khí mà số tiền tương ứng phải bỏ ra. Nếu phải bỏ số tiền quá lớn so với giá trị nhận được thì chúng ta cần phải cân nhắc. Thứ hai, phải tính yếu tố phù hợp. Dù là vũ khí xịn, thậm chí còn sử dụng rất tốt nhưng nếu không phù hợp với địa hình, với mục đích chiến đấu thì thiết nghĩ đó không phải là ưu tiên lựa chọn. Nếu nhận về chỉ đắp chiếu lại mất thêm khoản tiền lo niêm cất thì khác gì rước cục sắt về nhà đâu. Thứ ba, phải tính tới yếu tố ràng buộc của Nhật. Vốn dĩ, Nhật có rất nhiều vũ khí tốt nhưng họ xuất khẩu không được là bao bởi điều khoản của Nhật là rất nhiều. Vốn dĩ, ai cho không ai cái gì đâu. Do đó, Việt Nam cần phải xem xét kỹ các điều khoản đi kèm. Nếu quá lớn thì chúng ta cũng không thể vì cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại ở tương lai. Chưa kể thực tế, hợp tác vũ khí Việt-Nhật đã xuất hiện những trục trặc. Từ câu chuyện 5 năm qua, Việt Nam ngỏ ý muốn sở hữu máy bay P-3C, nhưng dùng rằng đến nay hai nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Thậm chí năm 2019, P-3C đã đậu ngay trên đất Việt rồi, nhưng cuối cùng cũng không thành. Thay vào đó, Nhật tiết lộ mong muốn bán sát thủ săn ngầm P-1. Nay chúng ta vẫn đang chờ dài cổ Nhật Bản thực hiện chuyển giao công nghệ đóng tàu. Lại còn thêm yếu tố Mỹ như đề cập ở phần đầu. Vậy nên thiết nghĩ Việt Nam cần cân nhắc thật kỹ trước đề nghị của Nhật hay của bất kỳ nước nào. Trong số vũ khí đó, cần xem xét cần nhất là vũ khí nào. Như hiện tại Việt Nam đang cần tăng cường sức mạnh hải quân nên những tàu tuần dương có thể cân nhắc Nhật. Tên lửa cũng có thể chọn vì nó giúp Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ từ xa. Nhưng nếu ưu tiên nhận các xe tăng thì lại thực sự chưa cần thiết, mặc dù chúng ta vẫn cần tăng cường sức mạnh lục quân. Hơn nữa, xe tăng Nhật dùng nòng chuẩn NATO, khác biệt về vũ khí lẫn kết cấu so với dòng tăng của Nga, khi phải sửa chữa hay nâng cấp sẽ rất khó khăn cho Việt Nam. Một kịch bản mơ ước là không chỉ chuyển giao hệ thống vũ khí miễn phí mà Nhật đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất, vận hành cũng như bảo quản thì quả rất tuyệt vời cho Việt Nam ta. Cũng phải nói thêm, Nhật đã tiến hành thực hiện chuyển giao tàu tuần tra cho cảnh sát biển và kiểm ngư cho Việt Nam trong những năm qua. Trên tinh thần hợp tác này, đặc biệt gói ODA đóng tàu tuần ngư TT-1500 cũng thực hiện dựa trên thỏa thuận tương tự. Do đó chắc chắn Việt Nam đã có kinh nghiệm ứng xử với chính sách này của quốc phòng Nhật Bản. Vậy nên chúng ta không nên quá lo lắng nếu Việt Nam lựa chọn nhận vũ khí nào với Nhật thông qua chương trình này. Hãy tin Việt Nam đã có tính toán cả rồi. Điều hẳn chắc các bạn quan tâm tiếp theo là khi nào thì chính sách này được thực hiện. Như đã nói, rất có thể Nhật sẽ triển khai sớm điều này, bởi đây là chính sách được cho là mang lại nhiều lợi ích cho Nhật. Nó giúp Nhật vừa giải quyết được các mặt hàng tồn kho đã qua sử dụng của người Nhật. Ngoài ra, Nhật tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực châu Á. Điều quan trọng hơn, Nhật cho thấy tầm ảnh hưởng của họ với châu Á để răn đe Trung Quốc, một nước cờ được ba tác dụng, nhưng có lẽ trong năm 2023, Nhật Bản sẽ triển khai kế hoạch này. Tuy nhiên, có thể thấy điều đó trong thương vụ bán radar cho Philippines. Hãng Mitsubishi được cho là đã chào bán 4 hệ thống radar với giá tương đương với hợp đồng 5 radar do hãng Rocket Mỹ và AST của Israel cung cấp. Và đến nay thì cũng mới chỉ có một hệ thống radar được xuất khẩu sang Philippines, vừa tăng cường vũ khí phòng thủ cho quân đội, vừa giải quyết được bài toán đa dạng nguồn cung vũ khí. Trong một thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng tốc cho xây dựng biên giới Trung Việt cũng như các quốc gia có đường biển khác. Dự án được người dân gọi là Vạn Lý Trường Thành phía Nam với những hàng rào dây thép gai, thậm chí được gắn điện,
hiện diện sừng sững và lạnh lùng giữa vùng rừng núi. Ngăn cách người dân hai nước dường như sẽ làm thay đổi vĩnh viễn các mối quan hệ của nhiều cộng đồng dân tộc dọc theo biên giới hai nước. Mặc dù mất rất nhiều công sức, tiền của và nằm trong kế hoạch lâu dài, nhưng đến giữa năm 2021, trong khi đại dịch COVID-19 còn rất căng thẳng, thì tại nhiều vùng dọc biên giới, những hàng rào biên giới bỗng dưng không cánh mà bay lại bị tháo dỡ hết hoàn toàn. Mất công, mất sức, mất tiền để xây dựng nhưng cuối cùng lại tháo đi. Mục đích của Trung Quốc có phải là để người dân hai nước đi lại, buôn bán dễ dàng như trước hay còn âm mưu thâm độc nào khác? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Thưa các bạn, theo phân tích của tạp chí Phố Wall, trong 2 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 459 km hàng rào dọc theo biên giới của mình, hầu hết ở phía Nam. Số liệu thực tế còn có thể cao hơn vì không phải các chính quyền địa phương đều công khai loại chi tiêu này. Vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi một bức thư tới người dân vùng biên giới Vân Nam, kêu gọi họ bảo vệ vùng đất thiêng và cùng nhau xây dựng một bức tường bất khả xâm phạm. Tại Quảng Tây, giáp với miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc đã kêu gọi các cán bộ chạy đua với thời gian, dốc hết sức lực kiên quyết đánh thắng đại dịch và bảo vệ cửa Nam của Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, một hệ thống hàng rào chắc chắn với các cột trụ, lưới thành sắt và các cuộn dây thép gai cũng đã xuất hiện trên các đỉnh đồi nằm dọc theo biên giới với Trung Quốc. Camera và đèn chiếu sáng được lắp đặt ở tuyến hàng rào này. Một chủ khách sạn ở Lào Cai cho biết hàng rào trông như một nhà tù. Từ năm 2012 đến năm 2017, Trung Quốc xây 12 km tường rào kiên cố, cao hơn 4,5 m dọc theo sông Ca Long, đoạn chảy ở phía bắc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng năm 2018, hàng rào kiên cố được Trung Quốc tiếp tục xây từ khoảng dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn với chiều dài khoảng 200 km. Nhiều đoạn video của một số YouTube của Việt Nam cho thấy hàng rào có trụ sơn vàng, chấn song nhọn sơn xanh dương được bọc thêm lớp dày kẽm ở chân tường và phía trên rào hoặc trên rào là những cuộn dây thép gai cuộn tròn. Thậm chí nhiều người dân còn kể là hàng rào này đã được gắn điện. Những đoạn video còn cho thấy đầu sắt nhô ra tiếp tục thi công vạn lý trường thành phương Nam phía Nam. Tuy nhiên, giữa tháng 5 năm 2021, nhiều người dân Việt Nam đã phát hiện ra người Trung Quốc đã phá dỡ hàng rào này đi. Cụ thể, theo một YouTube thì tại xã Hồi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, hàng rào thép gai trước đó được xây chắc chắn đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Quan sát kỹ thì dọc đường biên giới của xã Hồi Luông phía Trung Quốc đã đào hết móng cũ, mặc dù móng này được xây chắc chắn. Cùng với đó, những món mới to hơn cũng đang rục rịch được tiến hành. Những cột cao to tầm hơn 2 mét cũng được vận chuyển đến khu vực biên giới. Việc phá bỏ hàng rào khiến người dân Việt dọc biên giới không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng và nhiều giả thiết được đặt ra. Với những người suy nghĩ lạc quan thì nhận định rằng có thể Trung Quốc bỏ hàng rào biên giới đi để cho người dân hai bên đi lại buôn bán giao thương thuận lợi. Thực tế, điều này khó xảy ra, thậm chí là không thể xảy ra bởi Trung Quốc từ lâu luôn ngăn cản người dân bản địa Việt Nam sang các vùng đất giáp danh thuộc Trung Quốc để thu hoạch ngô hoặc bán dược liệu. Chưa kể, đang trong thời điểm đại dịch đến cửa khẩu Trung Quốc còn đóng cửa không giao thương, thì không lý do gì lại bị phá đường biên giới trước đó đã phải tăng tốc xây dựng để cho người dân qua lại. Nếu không vì mục đích tháo hàng rào để đi lại thuận tiện hơn thì vì điều gì? Nhiều bình luận không ngại nói thẳng, đây là chiến thuật gặm nhấm của chính quyền Trung Quốc, tức là lòng tham của họ chưa dừng lại trong việc chiếm đất hay thôn tính Việt Nam, cả ở đường biển lẫn đường biên giới trên bộ. Rất có thể bằng cách xây dựng những móng to hơn là cái cớ để họ tiến thêm, gặm thêm những cm đất của người Việt Nam. Theo bà con già làng ở vùng biên này đã kể lại, tại vùng biên giới xã Hồi Luông, đường biên hai nước được định danh bằng con suối, nhưng hiện tại, theo mô tả thì con suối đã nằm gọn trên đất Trung Quốc. Nếu theo lời kể của người dân nơi đây, thì hẳn những lo lắng về âm mưu lấn sang đất Việt Nam của Trung Quốc là hoàn toàn có thật, bởi từ xa xưa đến nay, giới cầm quyền Trung Quốc chưa từng từ bỏ một ý đồ đen tối nào.
Nhiều bình luận tỏ ra lo lắng, thậm chí không ngần ngại nói mưu đồ của Trung Quốc là sẽ phá núi, lấp sông biển Việt Nam thành đất của Trung Quốc, thực hiện chủ trương bành trướng của họ. Tất nhiên, đây hoàn toàn là đồn đoán có cơ sở. Cộng đồng quốc tế vốn đã vô cùng lo lắng về việc Trung Quốc chiếm đoạt đất đai của các nước láng giềng. Vào tháng 6 năm 2019, The Wall Street Journal tiết lộ rằng quân đội Trung Quốc đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát biên giới ở một số khu vực của quốc gia Kyrgyzstan. Hè năm 2020, Ấn Độ đã mất 300 km2 đất vào tay Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg vừa qua thông tin, trong bối cảnh binh sĩ hai bên trải qua mùa đông khắc nghiệt trên núi Himalaya, kết quả của những cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong nhiều thập niên dường như đã rõ. Trung Quốc lấn sâu vào phần lãnh thổ trước đây chỉ do Ấn Độ tuần tra. Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất đã được tiết lộ gần đây ở Bhutan. Theo một cuộc điều tra của Robert Bennett được công bố trên trang web chính sách đối ngoại, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các tòa nhà, đường xá và tiền đồn quân sự trong một khu vực biên giới ở Bhutan. Còn giữa Việt Nam và Trung Quốc, tranh chấp giữa hai nước diễn ra từ năm 1951 cho tới nay, bao gồm cả tranh chấp biên giới trên bộ và trên biển xuất phát từ cách nhìn nhận khác nhau của hai bên về Công ước Pháp Thanh năm 1987 giữa Pháp đại diện cho Việt Nam và nhà Thanh đại diện cho Trung Quốc. Trên bộ, tranh chấp xảy ra trên nhiều mảnh lãnh thổ nhỏ dọc biên giới với tổng diện tích khoảng 60 km. Trong những năm 1951 đến năm 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ trên bộ và trên biển. Từ năm 1976, chính quyền Việt Nam thể hiện lập trường tương tự. Tranh chấp lãnh thổ cũng là một trong những nguyên nhân góp phần xảy ra chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Năm 1999, hai nước ký kết hiệp định biên giới, theo đó giải quyết tranh chấp trên 227 km biên giới với kết quả mỗi bên nhận xấp xỉ 50% diện tích có tranh chấp. Cuối năm vừa qua, trong phiên họp Quốc hội, các đại biểu cũng thể hiện sự lo lắng về việc người Trung Quốc núp bóng, thâu tóm vùng đất biên giới ven biển. Theo đó, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, Nam Định dẫn số liệu hiện có 162.000 hectare do người Trung Quốc núp bóng ở Việt Nam mua đất trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 63.000 hectare là đất biên giới, ven biển, những vùng đất đặc biệt nhạy cảm vì rất có thể việc xây tường rào rồi lại phá bỏ tường rào biên giới là một cách gọi theo ngôn ngữ của các bạn Gen Z là làm cho con bò trong một cái kế hoạch tiếp tục chiếm đất của người Việt. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lo lắng quá bởi định giới của hai nước đều đã được cắm mốc nên việc lấn đất bây giờ làm rất khó. Hơn nữa, bộ đội biên phòng Việt Nam cũng cảnh giác thường trực nên không dễ mà Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Trước đó, chính quyền tỉnh Lạng Sơn từng xác nhận tường rào này được xây trên đất Trung Quốc đúng theo quy định về hiệp định giữa biên giới giữa hai nước và có thông báo cho Việt Nam. Một giả thiết khác cũng được đặt ra ở khu vực này, Trung Quốc phá tường rào cũ để xây dựng tường rào mới chắc chắn hơn. Cùng với đó, Trung Quốc đào móng cũ đi để xây móng mới to hơn, giúp đường đi lại ở vùng biên của Trung Quốc rộng hơn, thuận lợi hơn cho lưu thông và hoạt động khác. Điều này thể hiện sự khôn ngoan và thông minh của người Trung Quốc khi cần xe chạy dọc biên giới, bảo dưỡng hàng rào, quản lý biên giới rất hiệu quả. Thậm chí khi muốn tràn sang Việt Nam, họ cũng áp sát hàng rào lên nóc xe qua cho dễ. Ngược lại, phía Việt Nam muốn vượt qua thì cực kỳ khó bởi đường biên giới của hai bên chỉ cách mốc biên giới của hai nước cả chục mét. Lại nói thêm một chút về chiến dịch tăng tốc xây tường rào biên giới của Trung Quốc trước đó. Truyền thông Trung Quốc giải thích rằng việc xây dựng các bức tường trên là nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và kiểm soát nạn buôn lậu ma túy, hàng hóa và buôn người dai dẳng từ nhiều thập niên qua. Năm 2018, khi hàng rào biên giới được tăng tốc xây dựng cũng là thời điểm Trung Quốc chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới vào quy củ. Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh quyết định thắt chặt kiểm soát người và hành lang biên giới. Những biện pháp này được tiếp tục tăng cường, đặc biệt là đối với thực phẩm đông lạnh. Theo thông tin của Bộ Công Thương Việt Nam, ngoài những lý do trên thì Trung Quốc còn có động cơ khác, cũng có thể là nhằm ngăn người Trung Quốc muốn di cư. Thực vậy,
do dịch COVID-19 hoạt động kinh tế bị giảm, nên rất nhiều người Trung Quốc tìm cách vượt biên để xuống các nước Đông Nam Á, đến sinh sống ở những nước này. Ngoài đối tượng trên, hàng rào dọc biên giới còn được cho là để ngăn người Trung Quốc di cư vì những lý do khác nhau. Trung Quốc không muốn mang tiếng rằng công dân của họ đi làm chui hoặc phạm pháp ở một số nước khác. Tuy nhiên, đây lại là thực tế từ vài năm gần đây. Để tránh bị vạ lây vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển hoạt động sang Việt Nam. Họ cần ngay nhân công có tay nghề, hiểu chung ngôn ngữ nên sẵn sàng tuyển người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp để tránh mất thời gian đào tạo lao động địa phương. Các bạn thân mến, các cụ xưa có câu thương nhau rào rộng cho chặt. Vậy nên việc Trung Quốc xây dựng đường biên giới rõ ràng và chắc chắn của hai nước cũng không có gì là xấu. Tuy nhiên, COVID-19 có thể là lời biện minh chính thức mà Trung Quốc đang đưa ra để xây dựng vùng đệm. Nhưng ý định đó đã bắt đầu từ rất lâu trước đó và sẽ chi phối mọi thứ từ rất lâu ngay cả sau khi đại dịch kết thúc. Vì thế, Việt Nam chúng ta vẫn cứ phải tỉnh táo, cảnh giác từng giây từng phút với người láng giềng lắm mưu nhiều mẹo này. Cả Đông Nam Á ngỡ ngàng, Trung Quốc kinh ngạc khi Việt Nam nhận liên tiếp 27 máy bay chiến đấu từ Nga, Mỹ. Trong những năm gần đây, Việt Nam rất tích cực trang bị cho quốc phòng. Bên cạnh việc cải tiến, sửa chữa và nâng cấp các loại vũ khí, khí tài sẵn có, thì Việt Nam cũng chi ra một khoản ngân sách không nhỏ để mua vũ khí mới. Theo một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, C3 đã cho biết từ năm 2022 cho đến năm 2024, chúng ta sẽ nhận được 27 máy bay các loại do Mỹ, Nga và Cộng hòa Séc cung cấp. Tùy các số liệu mà CIPRI đưa ra đều dựa vào các thông tin đã được công bố và chỉ mang tính tham khảo. Tuy nhiên, việc Việt Nam mua thêm máy bay quân sự từ nước ngoài là hoàn toàn có thật, cho nên chúng cũng rất đáng để lưu tâm. Cụ thể, theo báo cáo của CIPRI, trong thời gian sắp tới, Nga sẽ tiếp tục kế hoạch bàn giao thêm máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Việt Nam. Vào cuối năm 2019, Việt Nam và Nga đã ký kết bản hợp đồng với trị giá là 330 triệu đô la Mỹ về việc cung cấp 12 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 cho không quân Việt Nam. Số lượng này đủ cho một phi đội. Phi vụ mua bán này đã giúp cho Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 mua loại máy bay này từ Nga. Trước đó, một máy bay huấn luyện chiến đấu này đã được bán cho các nước Algeria, Bangladesh, Myanmar, Lào và Belarus. Từ năm 2020 đã có một vài tin về những chiếc Yak-130 cung cấp cho Việt Nam được tiết lộ. Ví dụ như vào tháng 8 năm 2020, một phóng sự được phát trên truyền hình Nga về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới nhà máy sản xuất máy bay ở Orkut, Đông Serbia. Một trong những chiếc Yak-130 được lắp ráp đã vô tình lọt vào khung hình. Trên thân máy có hình quốc kỳ và nhãn hiệu chứng tỏ chiếc máy bay được xuất khẩu cho Việt Nam. Vào tháng 11 năm ngoái, lọt bàn giao đầu tiên đã được thực hiện. Theo đó, chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng An-124 Ruslan của Nga đã chở 6 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 đầu tiên đáp xuống sân bay Phù Cát, Bình Định. Sau khi được đưa ra khỏi khoang hàng, xe lắp ráp hoàn chỉnh bay thử nghiệm thu và bàn giao cho Việt Nam. Được biết, máy bay Yak-130 hay còn có tên gọi đầy đủ là Complex Yak-130. Đây là loại máy bay huấn luyện hai ghế ngồi, có thể bay với tốc độ cận âm hoặc hoạt động như một chiến đấu cơ hạng nhẹ. Dòng tiêm kích hai chỗ ngồi này xuất xưởng từ hãng Aircraft Corporation thuộc tập đoàn United Aircraft Corporation của Nga, có tốc độ 1050 km/h. Về kích thước, mỗi chiếc máy bay Yak-130 dài 11m, sải cánh 9,7m với tầm hoạt động tối đa là 2500 km. Ngoài ra, chiếc máy bay này còn mang được đến 3 tấn vũ khí như tên lửa không đối không, không đối đất, bom rocket và một pháo 23mm với bán kính chiến đấu 680 km. Kho vũ khí của Yak-130 bao gồm tên lửa không đối không R-73, R-74, tên lửa không đối đất S-8, S-13, S-25, các loại bom hiệu chỉnh và bom thông thường cỡ 500 kg. Việc trang bị máy bay Yak-130 rất có lợi cho Việt Nam trong việc huấn luyện phi công máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 5, chuẩn bị cho các loại máy bay hiện đại hơn như Su-30, Su-35, Su-57, MiG-35 của Nga hay F-15, F-16, F-22, F-35 của Mỹ sau này. Hơn nữa là máy bay cận âm, Yak-130 cho phép mô phỏng các điều kiện của một chuyến bay siêu thanh. Đó còn là chưa kể đến việc theo yêu cầu khách hàng, động cơ có thể được trang bị các vòi phun vector lực đẩy lệch hướng, máy bay có hệ thống cứu hộ phi công đáng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, Yak-130 còn là một máy bay tấn công hạng nhẹ.
có khả năng mang tải trọng chiến đấu lên đến 3 tấn, lý tưởng trên chiến trường các khu vực rừng núi và nhiều cây cối như Đông Nam Á, thậm chí nó có thể hoạt động ngay cả từ các sân bay dã chiến, thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các mục tiêu mặt đất, tiêu diệt các mục tiêu trên không tốc độ thấp UAV, máy bay vận tải hay trực thăng. Sau khi nhận đủ 12 chiếc Yak-130 từ Nga, lực lượng không quân Việt Nam sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể. Đó là về những chiếc máy bay đến từ Nga. Vậy thì còn những chiếc máy bay của Mỹ thì sao? Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, sắp tới Việt Nam sẽ nhận được 6 UAV Sky Eagle từ Mỹ. Những chiếc máy bay này nằm trong bảng hợp đồng trị giá 9,7 triệu đô la Mỹ được giao cho công ty Inchitu trực thuộc tập đoàn Boeing chế tạo. Ngoài ra, bản hợp đồng này cũng bao gồm cung cấp linh kiện phụ tùng huấn luyện và cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam. Cùng với những chiếc UAV Sky Eagle, Mỹ còn cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6, số lượng có thể là 3 chiếc. Từ giữa năm ngoái, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Kenneth Wisbach đã xác nhận việc Việt Nam đặt nguồn máy bay huấn luyện T-6 và khẳng định thỏa thuận này chính là điểm nổi bật trong hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ. Thực ra là từ năm 2018, Việt Nam đã chuẩn bị cho việc tiếp nhận loại máy bay mới này, bằng chứng là cử 2 phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với máy bay T-6 Texan đời thứ 2 trong chương trình lãnh đạo hàng không ALP của Không quân Mỹ. Thông tin về mẫu máy bay T-6 Texan đời thứ 2, đây là dòng máy bay hạng nhẹ 2 chỗ ngồi do tập đoàn Raytheon của Mỹ chế tạo. Dựa trên mẫu Pilatus PC-9 của Thụy Sĩ, nó được phát triển trong thập niên 1990 và đưa vào biên chế quân đội Mỹ từ năm 2001 nhằm thay thế mẫu Cessna T-37B của Không quân và T-34C Turbomento Hải quân. Loại máy bay này được trang bị một động cơ tuabin phản lực cánh quạt PT-6A-68 với công suất 1.100 mã lực. Mỗi chiếc có thể đạt tốc độ tối đa 500 km/h, tầm bay 1.670 km và trần bay 9,4 km. Đã có nhiều phiên bản T-6 được xuất xưởng, trong đó chủ lực là dòng T-6A để huấn luyện phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí cho Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ cùng các đồng minh và đối tác. Dòng T-6A có tính năng điều khiển đơn giản để đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn do lỗi phi công. Các máy bay T-6A giúp cho học viên phi công làm quen với cảm giác bay, phát triển kỹ năng cơ bản để theo học các khóa đào tạo nâng cao trong tương lai. Và cuối cùng là những chiếc máy bay đến từ Cộng hòa Séc. Cuối năm ngoái, quốc gia này đã cho hay Việt Nam sẽ nhận 12 máy bay huấn luyện hiện đại L-39NG từ năm 2023 đến năm 2024. Thông tin này khá khớp với bản báo cáo của SIPRI vừa nêu trên. Hợp đồng giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam cũng kèm theo huấn luyện phi công, cung cấp phụ tùng thay thế và hỗ trợ khác về hậu cần. Nói về L-39NG, thì đây là chiếc máy bay huấn luyện chuẩn NATO, phát triển từ một máy bay huấn luyện nổi tiếng là L-39 Albatross. Dự án L-39NG tiến hành trong 14 năm và các thử nghiệm lần đầu tháng 12 năm 2008. Tuy có thiết kế dựa trên loại máy bay L-39 Albatross trước đây, thế nhưng L-39NG có cải tiến về động lực học để giảm thiểu sức cản không khí. Theo đó, phiên bản mới này trang bị một động cơ phản lực FG44-4M, thiết bị điều khiển ở vùng lái được số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI rất phù hợp với việc huấn luyện phi công các máy bay thế hệ thứ 4 và thứ 5. Là một máy bay huấn luyện quân sự 2 chỗ ngồi L-39NG có chiều dài 12,03m, sải cánh 9,56m, tốc độ tối đa 775 km/h, trần bay tối đa 11,5km và tầm hoạt động 2.600km trong thời gian hoạt động 4:30. Chiếc máy bay này, ngoài việc dùng huấn luyện phi công để bay các chiến đấu cơ thế hệ 4 hoặc 5, thì còn có thể sử dụng như một loại chiến đấu cơ hạng nhẹ với 5 giá treo vũ khí tải trọng 1,2 tấn và mang được bình nhiên liệu dự trữ. Đồng thời, nó còn được trang bị các loại vũ khí như súng máy 12,7mm hoặc pháo 20mm hay tên lửa không đối không và rocket. Có một điều khá thú vị ở đây, đó là sau khi nhận được hết các loại máy bay vừa nêu trên, Không quân Việt Nam sẽ có cả L-39NG và Yak-130 trong cùng một đội hình. Cả hai chiếc máy bay này đều là những cỗ máy được sản xuất hàng loạt và có điểm chung là cận âm, được cung cấp cho các lực lượng không quân trong nước và xuất khẩu. Vậy trang bị loại máy bay khác nhau trong một đội hình để làm gì? Theo chuyên gia Nga Marka Ayokrenko, việc Việt Nam mua phiên bản nâng cấp L-39NG
khi đã có JAC 130 là một bước đi hoàn toàn hợp lý. Vị chuyên gia này đã nêu ra 4 lý do để lý giải cho điều này. Thứ nhất, Việt Nam không muốn bị ràng buộc bởi vũ khí Nga do khuôn khổ chính sách đối ngoại đa phương hóa. Thứ hai, đây là một động thái hợp lý về mặt kỹ thuật thay thế AL-39 cũ quen thuộc bằng một loại máy bay tương tự hiện đại hơn. Thứ ba, có khả năng sử dụng những chiếc máy bay một động cơ này như máy bay tấn công hạng nhẹ trong các chiến dịch chống du kích khi không có những hành động đối phó tích cực. Và trong trường hợp này, chiếc máy bay không cần mang theo nhiều vũ khí như JAC 130 là hợp lý. Và cuối cùng, hợp đồng mua AL-39 NG cho thấy xu hướng đào tạo phi công là máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ. Nói cách khác, AL-39NG sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu, một động cơ hạng nhẹ, còn JAC 130 để đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu đa năng, hai động cơ hạng nặng. Có lẽ Việt Nam là một trong ít các quốc gia có thể mua vũ khí cả từ Mỹ và Nga, hai nước vốn không đội trời chung với nhau, và đây chính là kết quả từ chính sách ngoại giao trung lập của Việt Nam ta. Thậm chí dù từng là kẻ thù trong quá khứ, thế nhưng giờ đây Mỹ lại khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực và trông đợi hai bên có thể thảo luận thêm về mua sắm, trang bị quốc phòng trong tương lai. Thật mong chờ đến ngày Việt Nam nhận được đầy đủ số vũ khí đã đặt và lúc đó chắc chắn vị thế của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Hải quân Mỹ và Trung Quốc đã có màn đối mặt căng thẳng vào hôm thứ Ba vừa qua. Sau khi một tàu chiến của Hải quân Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải Phonop ở Biển Đông, lần đầu tiên kể từ khi các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau vào đầu tháng này, động thái này theo Trung Quốc cho thấy Mỹ đang tạo ra các rủi ro an ninh ở Biển Đông. Ngược lại, một tuyên bố từ hạm đội 7 của Hải quân Mỹ vào cuối ngày thứ Ba đã gọi cáo buộc của quân đội Trung Quốc là sai sự thật về các hoạt động của Mỹ ở Biển Đông. Người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết đây là cuộc chạm trán đầu tiên ở Biển Đông kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia 2 tuần trước. Sau cuộc gặp đó, Tổng thống Biden cho biết ông và ông Tập đã đạt được một tiến bộ trong việc hạ nhiệt căng thẳng ở một số lĩnh vực, nhưng vẫn chưa giải quyết được hàng loạt vấn đề để cải thiện mối quan hệ Mỹ-Trung. Theo thông báo từ Chiến khu Nam Bộ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tàu hành trình tên lửa dẫn đường USS Chesterfield đã đi vào vùng biển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền trái phép và các đá ngầm trong ngày thứ Ba. Phía Trung Quốc tuyên bố các tàu này đi vào vùng biển trên khi chưa có sự chấp thuận từ chính phủ Trung Quốc. Do đó, Chiến khu Nam Bộ đã tổ chức các lực lượng không quân, hải quân để giám sát và răn đe tàu chiến Mỹ. Ông Điển Tuấn Lệ, đại diện chính thức của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố đây là bằng chứng kế tiếp cho thấy Hoa Kỳ muốn quân sự hóa biển Hoa Nam, biển Đông. Theo lời ông, hành động của quân đội Mỹ đã xâm phạm nghiêm trọng vào chủ quyền và an ninh của Trung Quốc là thêm một bằng chứng không thể chối cãi khác về việc Hoa Kỳ muốn thống trị lưu thông vận tải biển và quân sự hóa biển Hoa Nam. Đồng thời cũng chứng minh đầy đủ rằng Hoa Kỳ là nguồn gốc thực sự của những mối đe dọa trong lĩnh vực an ninh ở biển Hoa Nam. Trung Quốc sở hữu chủ quyền không thể phủ nhận đối với các đảo ở biển Hoa Nam và các vùng biển lân cận. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định ở biển Hoa Nam, ông Điền tuyên bố. Trong tuyên bố của mình, Hải quân Mỹ cho biết tàu tuần dương Mỹ đã tiến hành phonop phù hợp với luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường ở vùng biển, áp dụng quyền tự do biển. Tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cần được đảm bảo về chủ quyền của mình, không bị ép buộc và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận. Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, Tổng thống Biden nói rằng ông đã nêu quan điểm đó với ông Tập tại cuộc họp gần đây của họ. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích và giá trị của Mỹ, thúc đẩy nhân quyền phổ quát và bảo vệ trật tự quốc tế. Ông Biden nói, hoạt động phonop hôm thứ Ba của Hải quân Mỹ là một dấu hiệu sớm cho thấy ông Biden sẽ không từ bỏ lời hứa đó. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp vùng biển như một nguyên tắc, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết thêm. Động thái trên của Trung Quốc được thực hiện giữa bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông tiếp diễn và ngay sau khi tàu Trung Quốc cùng Philippines đối đầu gần quần đảo Trường Sa trong tháng này. Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa có chuyến thăm Philippines, trong đó có quần đảo Palawan, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới hòn đảo này. Tại đây, bà Harris đã tái khẳng định liên minh với Philippines và bác bỏ những hành động dọa dẫm và cưỡng ép trên Biển Đông. Theo trang Seafrog.org, USS Chesterfield là tàu tuần dương hạm thuộc lớp Ticonderoga được Mỹ đóng và đưa vào biên chế hải quân nước này từ năm 1989. Tàu có chiều dài 173m, sườn ngang 16,8m.
mớn nước 10,2 mét. Tàu có trọng tải tối đa đạt gần 9.800 tấn. USS Chancellorville cần 4 động cơ tuabin khí General Electric RM-2500 để hoạt động. Vận tốc tối đa của tàu có thể đạt 60 km/h. Do tác chiến trên biển nên USS Chancellorville được lắp nhiều trang thiết bị điện tử có thể phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không hoặc dưới mặt biển. Chẳng hạn, loại radar AN-SPY 1B được trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 324 km hoặc hệ thống cảm biến sóng âm AN-SQS-53C của USS Chancellorville có thể phát hiện mục tiêu dưới mặt nước như tàu ngầm hoặc ngư lôi đối phương ở khoảng cách 74,1 km. Hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên USS Chancellorville khá đa dạng. Hai hải pháo 127mm Mark 45, hai pháo Mark 38 cỡ nòng 25mm cùng 4 súng máy hạng nặng M2 12,7mm. Hệ thống vũ trang nguy hiểm nhất của USS Chancellorville là hệ thống phóng tên lửa Mark 41 được trang bị 122 tên lửa hành trình các loại từ tên lửa tầm trung Dream 66 cho đến tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500 km. Ngoài ra, phía sau tàu còn được lắp đặt bộ sân đáp đủ rộng cho hai trực thăng chống ngầm đa nhiệm SH-60B hoặc MH-6MR Seahawk. Trong khi đó, mới đây, Hải quân Trung Quốc thông báo Hải Nam và Quảng Tây, hai tàu tấn công đổ bộ đầu tiên thuộc lớp này đã hoàn thành đợt chạy thử đầy đủ trên biển, bao gồm bài tập bắn đạn thật để đạt được năng lực sẵn sàng chiến đấu. Video được đăng trên tài khoản Weibo của Hải quân Trung Quốc cho thấy hoạt động diễn tập của hai con tàu trên biển bao gồm hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp, đánh chặn tên lửa bay đến gần, triển khai trực thăng trên khoang và đổ bộ. Hai con tàu đã tốt nghiệp khóa huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hải quân Trung Quốc thông báo nhưng không cho biết cụ thể thời gian và địa điểm diễn tập. Từ khi chương trình huấn luyện bắt đầu, tàu Quảng Tây đã hoàn thành tất cả chủ đề huấn luyện và xây dựng năng lực hoạt động tổng thể như một phương tiện tấn công đổ bộ. Đô đốc Chu Xe được đài CCTV dẫn lời. Tàu Quảng Tây đạt được năng lực hoạt động đầy đủ chỉ trong vòng một năm, được đánh giá là tương đối nhanh. Con tàu Thai 075 nặng 40.000 tấn được nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Tàu tấn công đổ bộ Thai 071 nặng 25.000 tấn, hai tàu Hải Nam và Quảng Tây mang số vỏ 31 và 32 được đưa vào biên chế từ tháng 4 và tháng 12 năm 2021. Tàu Thai 075 là tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn nhất trong lực lượng của Hải quân Trung Quốc. Mặt sàn của tàu này cho phép 6 trực thăng cất cánh cùng lúc. Tàu có năng lực chở 30 trực thăng bao gồm các dòng Z-20 và Z-18 nội địa và K-52 của Nga để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, cảnh báo sớm hoặc tác chiến. Với 7 tầng sàn, con tàu có thể chở 35 phương tiện hoặc 3 tàu đổ bộ đệm khí cùng với 1.000 lính thủy và phương tiện. Loại tàu này có thể chở 10 xe tăng chiến đấu 99A, 20 xe bộ binh bọc thép Thai 05 và 50 xe tải địa hình cùng lúc. Giới chuyên gia cho rằng tàu Thai 075 sẽ đóng vai trò quan trọng để Bắc Kinh triển khai một chiến dịch quân sự với đảo Đài Loan, Trung Quốc. Đầu tháng này, Hải quân Trung Quốc thông báo con tàu thứ 3 cùng lớp mang tên An Huy được đưa vào biên chế. Báo chí đưa tin nước này có kế hoạch chế tạo thêm 5 chiếc Thai 075 nữa. Cùng với 10 tàu Thai 071, trong đó 8 tàu đã thuộc biên chế và 2 tàu đang chế tạo, Hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu một hạm đội mạnh để vận chuyển lực lượng qua eo biển Đài Loan. Giới quan sát nhận định tàu Thai 075 cũng sẽ là một phương tiện quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu Global Times viết trong bài đăng hôm vừa qua. Tốc độ đóng tàu vô song của Trung Quốc trong những năm gần đây đã giúp nước này có lực lượng hải quân đông nhất thế giới tính theo số lượng tàu, trong khi hoạt động huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu được đẩy mạnh dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Những khoảnh khắc bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại các hội nghị thượng đỉnh ở Đông Nam Á hồi tuần trước đã mang đến những cái nhìn hiếm hoi về nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và sự trấn an về chính sách ngoại giao thời hậu đại dịch của ông. Trái ngược với thái độ cứng rắn của ông tại đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước, nơi ông tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có tiền lệ. Ông Tập Cận Bình tỏ ra thân mật và hợp tác tại Hội nghị Thượng đỉnh C20 ở Bali và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bangkok cách đây không lâu. Đọc tuyên bố chung nhân kỷ niệm 20 năm, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC được thông qua vừa qua và bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, tưởng chừng như các vấn đề ở Biển Đông đã kết thúc và một kỷ nguyên hòa bình đã bắt đầu với cách tiếp cận thay đổi của Trung Quốc. Tuyên bố chung trên nhấn mạnh về việc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cam kết duy trì và thúc đẩy một môi trường có lợi để thực thi đầy đủ, hiệu quả DOC và để sớm thông qua một quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất và hiệu quả dựa trên sự đồng thuận phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982. Trong khi cam kết duy trì thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông đã được tái khẳng định. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á TAC, 5 nguyên tắc chung sống hòa bình và các nguyên tắc được công nhận phổ quát khác của luật pháp quốc tế sẽ đóng vai trò là những chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ của các quốc gia. Tương tự, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại APEC cũng đi theo đường hướng trên. Ông Tập đã nói về sự cần thiết phải đi theo con đường phát triển hòa bình cởi mở và bao trùm, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của tiêu chuẩn kết nối cao hơn nữa cũng như đặt kế hoạch cho sáng kiến phát triển toàn cầu GDI của ông nhằm giải quyết sự mất cân bằng trong phát triển. Cả hai bài phát biểu trên của ông Tập Cận Bình đều chỉ ra rằng đã có sự thay đổi quan điểm của Chủ tịch Trung Quốc về kỷ nguyên chèn ép bắt nạt sẽ chấm dứt, chung sống trong tình trạng hỗn loạn ở Biển Đông sẽ được chuyển thành chung sống trong hòa bình mà không có sự xâm phạm nào đối với vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các quốc gia khác. Và khu vực này sẽ được quản lý bởi luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Không có kịch bản nào tốt hơn có thể được hình dung cho Biển Đông, nơi căng thẳng đang leo thang. Một số chuyên gia nhận định rằng, sau khi đảm bảo nhiệm kỳ thứ 3, ông Tập Cận Bình đang cố gắng quảng bá hình ảnh của mình như một chính khách có trách nhiệm và là sứ giả hòa bình. Tuy nhiên, điều này quá xa vời. Những tuyên bố như vậy cũng đã được đưa ra trước đó. So sánh hai bài phát biểu trên với tuyên bố chung được đưa ra năm 2021 nhân kỷ niệm 30 năm đối thoại ASEAN-Trung Quốc cho thấy rằng những đảm bảo tương tự cũng đã được đưa ra. Khi đó, ông Tập Cận Bình đã đưa ra các cam kết tương tự trong tất cả các hoạt động tiếp xúc ngoại giao. Tại APEC, ông Tập đã cố gắng quảng bá sáng kiến vành đai và con đường BRI cũng như GDI của mình. GDI là ý tưởng mới của ông Tập Cận Bình, trong khi BRI trở nên không bền vững và lu mờ. GDI ít đem lại rắc rối, trong khi đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, cả hai đều là một phần trong ngoại giao ban nợ của Trung Quốc. Với việc ông Tập Cận Bình sử dụng sự lừa dối, ép buộc sức mạnh kinh tế cũng như sức mạnh quân sự như những công cụ trong nghệ thuật cai trị để đối phó với các nước ASEAN, tuyên bố chung được đưa ra trong năm nay là bài phát biểu tại APEC có thể được xếp vào loại bài phát biểu nước đôi thường thấy của Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình là đệ tử vĩ đại của Tôn Tử, người đã tuyên bố rằng tất cả các cuộc chiến đều dựa trên sự lừa dối. Ông Tập Cận Bình đã nắm bắt được khía cạnh này của cuộc chiến. Phát biểu nước đôi của ông Tập là một phần trong chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu bằng cách giữ cho các đối thủ yên tâm về việc Trung Quốc sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề thông qua đàm phán, trong khi thực hiện các bước nhỏ, không thu hút bất kỳ phản ứng đáng kể nào từ những nước khác. Nhưng những điều này sẽ tích lũy dần theo thời gian và sẽ trở thành một thách thức chiến lược nghiêm trọng. Thực tế là ngay cả sau 20 năm, DOC vẫn chỉ là một văn bản chính trị trên giấy và đang được Bắc Kinh sử dụng thường xuyên để nhấn mạnh rằng cần phải tạo ra một môi trường phù hợp để thực hiện nó.
Nỗ lực này là để phản ánh rằng các nước ASEAN phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ đó. COC mặc dù có một dự thảo duy nhất nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện. Dự thảo duy nhất về trước các quan điểm không thể dung hòa của các bên liên quan. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiết lộ chiến lược và mục tiêu của ông ở Biển Đông, trong đó nhấn mạnh về việc sử dụng vũ lực giành chiến thắng trong các cuộc chiến cục bộ cũng như kế hoạch phục hưng của Trung Quốc. Phục hưng ở đây có nghĩa là giành lại tất cả các khu vực ở ngoại vi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Mục tiêu tổng thể của Trung Quốc cần phải được theo dõi kỹ càng, hành vi hung hăng hoạt động xâm lấn vào EEZ của các quốc gia khác. Chèn ép, bắt nạt và sử dụng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh không chỉ nhằm chiếm đóng Biển Đông mà còn nhằm phá vỡ các yếu tố cốt lõi của trật tự quốc tế. Dựa trên luật lệ trong vài năm gần đây, hành vi hung hăng của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể, trong đó gồm có việc đặt giàn khoan dầu trong EEZ của các quốc gia khác, cản trở hoạt động khoan dầu của các quốc gia khác trong khu vực của họ, thường xuyên tuần tra trong khu vực đường chín đoạn. Tận dụng các hoạt động gây ảnh hưởng để thao túng tâm lý của các mục tiêu, bao gồm với quy trình chính sách, thu phục các chính sách tham nhũng của các đối thủ bằng các biện pháp bất hợp pháp, sử dụng nguồn nước làm khí tài, tăng cường tuyên truyền để thuyết phục các nước khác về yêu sách của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng thường xuyên cấm các quốc gia khác đánh bắt cá, bề ngoài là để bảo vệ môi trường biển, nhưng thực chất là để từ chối hoạt động đánh bắt cá của các quốc gia khác. Trong khi đó, lực lượng dân quân Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động đánh bắt cá. Trung Quốc không chỉ tạo ra các đảo nhân tạo mà còn quân sự hóa các thực thể này, cho dù họ đã đưa ra lời đảm bảo với Mỹ vào năm 2015 là sẽ không tiến hành các hoạt động như vậy. Hỗ trợ thương mại cho tài chính được lợi dụng là mồi nhử để lôi kéo các nước ASEAN ủng hộ Trung Quốc để khẳng định yêu sách của mình ở Biển Đông. Trung Quốc đã thành lập các đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời trao quyền cho lực lượng hải cảnh để ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài. Ở Biển Đông, Bắc Kinh có lợi ích gấp 4 lần thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với đường chín đoạn, bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông và Đài Loan, thiết lập quyền bá chủ bằng cách loại bỏ tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực và dần mở rộng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã tuyên bố rằng chủ quyền của họ ở Biển Đông là không thể thương lượng. Nước này cũng cho rằng đằng sau tranh chấp Biển Đông có sự cạnh tranh của Washington và Bắc Kinh. Do đó, trọng tâm của Trung Quốc là thay đổi nguyên trạng trong khu vực bằng cách thiết lập quyền bá chủ của họ. Hiện có cảm giác rằng, một khi chiếc ô an ninh của Mỹ bị loại bỏ khỏi khu vực này, các quốc gia nhỏ hơn đang tranh chấp với các yêu sách của Trung Quốc sẽ phải chấp nhận chủ quyền của nước này trong đường chín đoạn. Trung Quốc coi việc quyền kiểm soát không thể tranh cãi đối với khu vực ở Biển Đông là hoàn toàn cần thiết. Vì các lý do chiến lược kinh tế và thương mại, giờ đây, các nước ASEAN đang nhận ra sự hai mặt của ông Tập Cận Bình sau khi Malaysia đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa CLCS yêu cầu quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Một số công hàm ngoại giao đã được 10 quốc gia trao đổi, trong đó có Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Đây là các bên có yêu sách trực tiếp liên quan đến Biển Đông. Ngoài ra còn có các quốc gia khác như Australia, Pháp, Đức, Mỹ và Anh và các bên hoàn toàn không có yêu sách ở Biển Đông. Ngoại trừ Trung Quốc, các quốc gia khác đã đề cập rằng các yêu sách về quyền và quyền tài phán ở Biển Đông phải phù hợp với UNCLOS và để hỗ trợ cho quan điểm của mình. Các nước này đã viện dẫn phán quyết của tòa trọng tài thường trực PCA năm 2016 tại La Hay, Hà Lan. Các thành viên trong nhóm bộ tứ Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ đang thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chấp nhận vai trò trung tâm của ASEAN. Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không thể đạt được nếu không có hòa bình ở Biển Đông.